lấy chị con cá đen đó nhiêu ký thôi. Cái gì á chị? À, à. 6 nghìn. Lấy chị con đó đi. Trời ơi. Không, để nguyên cho chị. Hôm nay mình nấu canh cá dìa rau gắm mọi người. Cá gọi là cá dìa. Mình bắt nước cho nó. Mình có mua cá dìa nè. Cái ớt này nè mọi người. Mọi người phải nấu với ớt này. Cái này là táo, trái xoài, ba trái táo. Mình cắt đôi ra mọi người để mình lấy ở dưới á. Mình kho rau găm. Cứng luôn mà mình không cắt ra được luôn. Nếu xào cái nha, mình chuẩn bị đỡ nha. Mình cắt đi. Nó không biết sao cái dây nó cứng vậy. Rồi, nước sôi ha. Mình để như vậy. Mình tắt nè mọi người. Giờ vậy vậy. Mình cắt ớt vô. Mình thấy người ta nấu vậy á, chứ mình cũng không gần lắm. Cho nên sáng á, lúc mình lẹo qua coi cái người đại dương á, cái mình thấy mình mua thử thì chọn ơi, nó mắc mọi người. Hay đau quý chút xíu.
biết phải nóng vậy không, kiểu thanh đạm mọi người, kiểu nóng vậy là mình không có dầu mỡ. À, mình nêm cái quên nó, tự nhiên nóng vậy cái không nêm gì hết, hay là để vậy một xíu ăn với nước mắm thử coi. Nhạt lắm mọi người, nhạt dữ lắm luôn. Mọi người nấu chua rồi phải có nước mắm. Vừa ăn nữa mà lạ quá, cái gì mà nó chưa ăn cái gì vậy. Giờ thì mình cho nó ra nha mọi người, cho nó ra mình tắt nước. Có gì xíu mình hâm lại mình ăn. Giờ thì mình kho mọi người, phải mình nấy mọi người, lỡ tay nhé. Trời ơi, nó ra nó cứng lắm, hai cái đầu nó cứng luôn. Mình kho ra đây, mình kho ra. Nước mặn
Giờ thì mình lấy cá ra mà. Con rau răm tại sẵn mình nấu đơn giản vậy mà mọi người nha, anh ăn với cơm nguội, tại cơm nguội dư không à, ăn không hết anh làm gì gọn gàng